cũng chín rồi. Em thích đoạn tiêu lêu mà. Đấy, đoạn này chín thử nữa nha. Ngon. Thấy ăn được hả? Phèo 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 như cao su ấy. Kiểu người chết là hồi xì ấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đau Màu TV. Hôm nay anh em chúng tôi lại đi ra đồng. Trời sướng. Sáng mẹ mua cho ít đồ ăn sáng mà. Anh ăn trộm ở nhà. Trộm cái gì mẹ anh mua cho để phải đem ra đồng nướng nó mới phê. Đấy, làm phê. Đấy, đồ. Cái này là cái gì? Hôm nay phải ướp cẩn thận lòng. Nó biết lòng ạ? Cái này là gì? Thì bỏ. Hả? Đây là củi bò. Củi bò. Củi bò anh mang ra. Ừ? Sao? Em thấy cái này mẹ em cần mua cho chó ấy. Chó cái mó ấy. Tí là tao nướng đừng có ăn nhá. Ừ. Tao hôm nay tao đem đầy đủ gia vị cực đấy. Em chẳng thèm ăn gì. Cũng thèm ăn một tí. Cái này ngon cần quá chó đấy. Ăn thôi. Chó mày tí nữa mẹ không có mà ăn đâu nhá. Rồi tí tao nướng thì ngon tuyệt vời. Đi ăn kia ăn cái lòng. Vâng đấy mày đi rửa. Đấy đi, cắt ra mà bóp nó bỏ vào ăn. Dưới suối vào đấy nhá. Có dao không? Đó, bên kia kìa. Thì anh đi tật chê. Còn cái này thì... Ơ, cầm cả cái này đi rửa luôn này. Đây. Cầm cả cái này đi rửa. Đấy. Thì anh đi tật chê đã. Xong xiên vào sâu vào nướng nhở. Anh em theo dõi nhá. Nó để cá khô mấy chứ. Đang chọn việc nhị cho mình ăn. Cái gì đấy? Lòng này to đấy nhỉ. Gì? Ngu hết trưởng à. Đi mua lòng căn cứt này. Nó đấy cả ấy. Đi mua lòng mua căn cứt. Chả thối nhỉ. Chả kệ, cứ bóp hết đi cho chắc ăn nó tí về lại chuyển mình. Bảo là chảy mình không rửa sạch. Đi mua thì mua tàn cứt. Mua lòng thôi, mua lòng người ta làm sẵn đi. Chả mua. Đi mua lòng chưa làm còn nguyên cứt. Yeah. À, phải để lại một khúc. Một khúc này còn cứt để cho mau đại ca ăn. Cho biết cái tội chưa, biết cái tội mua lòng mua cứt. Cái nơi cũng thế, tan cứt. Ôi, bẩn cái nơi ấy, quên mang chai sơn lai để rửa cứt đã. Ish. Càng cái tội đi mua lòng không bảo nó làm sạch. Để cho cái này lên phiếu nhỉ. À, như phao ấy. Cái này cũng ăn được á? Phao à? Ôi. Mình phơi. Nay cũng ăn được. Lều phêu như phao ấy nhỉ. Hay vậy. Đang ăn đồ cho chó này. Cái này nữa cái gì đấy. Đồng non.
Mình thủng thủng gì chứ. Chắc là mua từ mấy hôm nhỉ. Nó lại cả cái này đổ gì. Chả xem rửa nhiều. Tan chọn việc nhẹ. Việc nặng thì để cho mình làm. Lười. Nấu khôn rửa xong rồi anh ơi. Anh mua lòng kiểu gì mà được lòng đó. To như mua lòng to mà tan cứt nè, tan phân nè, đâu mà cứt cả thế. Em bóp được nhất một cái thôi, còn cái này nhiều quá em không bóp được, tí nữa anh đi rửa lại. Mình điên là cứt đâu đấy, em bóp hết một cái rồi nè. Cái gì đấy? Sao mày lại bóp cái này ra? Tan phân thì em chẳng phải bóp à? Phân mày điên à? Đây là rồi. Rồi cái đầu anh tan phân ở trong này. Người ta đúc tiết ở trong mày bị điên à? Kiện chi? Còn cái này rửa sạch chưa? Cái này em bóp mãi không hết. Rồi sao mày lại bóp bỏ cái này còn hết bố cả cái ngon ở trong nữa? Ngon nhỉ? Anh ăn phân à mà ngon. Mày điên à? Phân đâu mà phân? Phân. Ôi dồi ôi, tự nhiên lại đi bóp mất cái này, kì không? Thì trong lòng thì chả tàn phân. Mày điên à, có cái này thì không bóp đi, lại đi bóp cái đấy. Ôi dồi ôi, tao chịu mày. Có mà em chịu anh ấy đi một phần mà. Thôi, đi này thì tao nấu, đây là người ta nhồi tiếp vào trong để thì ăn. Thì anh tự rửa đi mà nấu. Ừ. Vâng, vẩn. Mày... Thế nấu cái này kiểu gì? Tí nữa anh vừa chặt chê rồi, vẫn để anh ướp đã. Đi, anh ấy mày sang lấy cả. Anh đi thôi. Không. Ông ấy bắt em nè. Cõng em. Hả? Một nghìn ướp thôi. Mày khôn đấy. Tan lên. Khôn thì bao giờ mình chết. Để khi anh chết trước em. Thế. Tân anh ơi, làm giá thôi. Ui, cháu xin một quả chanh một quả chín. We'll be right back.
phèo các bạn. Thì anh nướng thì đói lắm rồi. Đi. Anh ra. Mày vào đây. Cái đấy phải đặt đủ chú ơi, đang đốt xung quanh. Mày biết cái gì mà nói? Các bạn nghĩ món đu đủ này, món lòng trong đu đủ này chín được, chắc là ngon đấy. Chỉ đem miếng xiên sau, con sóc vẫn đủ đã. Mau con đây, lấy xiên xuống đây chuẩn bị nướng nhá, chắc có than rồi. Đấy. Chất chơi người rơi. Đỡ phải cầm. Xe. Bạn thấy chất chơi không? Nên cắm nốt mấy cái đống kia rồi. Cầm cầm lên thế này để anh chỉnh cái này. Anh cầm đấy. Cầm mà nướng, đặt hai cái vào đấy mà nướng để anh chỉnh cái này. Anh biết đặt. Đấy, để anh chỉnh cái này, anh nướng cái quả siêu phẩm này. Phê không các bạn? Phê. Mắc phê luôn các bạn. Phê chưa? Phê. Ngon nhỉ? Ngon. Phê vậy. Em bị sợ cái này vỡ cứt ra. Cứt cái đầu mày ấy. Nó đắng. Anh vừa bỏ thôi. Vừa lưỡi. Cái đầu chưa, cái chưa chín à, đỏ lòm à. Đỏ cứt đấy. Đó. Chín hết rồi, tôi ăn được rồi đấy. Lấy con dao con xuống. Ăn ở trên kia. Ừ, ăn luôn rồi đây. Ngồi luôn đây để trông quả đu đủ. Đây cái lá đa lót. Lót làm cái gì? Mời cả nhà nhé. Em ăn với. Ngon. Ngon nữa. Đấy, mình thấy âm thực của anh ngon không? Ngon nhỉ. Ôi. Đây. Mày ăn lòng của mày đi. Ngon rồi. Có tuyệt vời rồi. Đấy, tạm. Đoạn này hơi tiếp cho nó cháy khô đi. Thôi đi, đi em ăn cái này. Ui. Ngon lắm các bạn. Quá ngon. Mời các bạn ăn một cứt này nhé. Cứt cái bàn trà này. Không biết là quả đu đủ này nó thế nào này. Lòng nước kẹo thành đu đủ này. Lật cái. Ui, anh cứ cầm lấy để anh lật. Hớ tiếp đi. Chảy nước ở trong. Cái này không ngon. Cùi này đúng không? Nhìn cho tỏ thôi. Em bảo mà. Mình ăn cái mơ này là nó tỏ hơn.
Tại đây là nướng nó to quá, nó không kín kỹ thôi. Không, mày phải đốt hết rồi. Kinh kinh khủng. Ui, nóng kinh. Ui dồi. Siêu ẩm thực. Đây mới là cái quan trọng. Ẩm thực siêu ngon. Mày cho thơm nhỉ, đấy béo. Ngon không? Mày em bảo mà cho nhiều ca di bơ vào ăn ngon. Di bơ là gì? Là cá di bơ. Đấy, thấy chưa? Đoạn này ngon thế mà mày đi bóp hết cả 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 đấy của nó ra. Ăn cái này có bị cà tháo đuổi không anh? Đuổi cái gì mà đuổi? Thế nữa anh về anh cho em mấy viên bé bé zin như hôm nọ nhé. Ừ. Em ăn tan bị cà tháo đuổi rồi. Đuổi đuổi đi. Bây giờ đây, đánh nhát thì anh kiểm tra món trứng. Đây. Em để sao cho? Đây. Đâu không sao à? Kiểm tra quả trứng. Ngon nhỉ? Cho anh muốn ngon lắm. Đang nghi ngờ không? Không được gì. Nhớ ở đây. Đang nghi ngờ không mày? Độc đã chết. Ây da. Ui ôi. Ui chín chín chín. Nhưng mà sao hay thế? Cái món này có ổn không đây? Ổn ngon hết đấy. Ây da, ây da, ây da. Ây da nào. Thử miếng đu xem nào. Đu nướng ngon không? Thôi thôi. Đu đủ nướng. Ây. Anh bỏ cho nha. À. Ui, ngon đấy. Ây da, ăn đu ngon không? Ngon. Không ăn thua. Ôi thôi nát hết rồi. Ôi không ổn đâu. Ổn lắm. Ôi sống nguyên. Yêu. Anh ta làm thịt cho chó đây. Sống nguyên này. Sống nguyên đạo kêu lêu này. Ôi lại tanh. Này còn nướng đến ngày mai không chín được. Còn nướng đủ đôi tay nữa nhỉ. Thế thì cái miếng này cũng không chín này. Yêu. Tí đấy, biết thế cho ra nướng thì lại. Trời. Không ăn thua. Đâu, phổi của anh đâu ấy? Đưa dạ. Anh xem nốt nào. Không ăn được. Đưa cửa ra xem nào. Rồi. Thế là cuối cùng là được mấy miếng lòng ở kia bỏ. Ui. Đỏ tơi lêu. À, phổi thì chín rồi. Không biết ăn nó thêm gia vị thế nào. Ngon không? Không ăn được. Anh làm cái gì cũng thành công ấy. Chín rồi. Em thích đoạn kêu lêu mà. Đấy, đoạn này chín thử nữa nha. Ngon. Thấy ăn được hả? Phèo 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 như cao su ấy. Kiểu người chết là hôi xì anh. Còn bò nó chả hôi. Ăn như kiểu lợn xưa xưa ấy. Món cái này có một vút. Không ăn được, về cho chó. Về cho chó. Còn... thôi về cho chó. Trời ơi, được à. Ăn được mỗi tí lòng các bạn. Còn món này thì... sống nhăn răng. Sống nhăn răng. Lạnh tành nó rồi. Đi về, về. Về. Thôi, ngồi xuống đi chào khán giả cái nào ấy. Ăn trả tí ơi về, trả cho em bát bê rin bảo. Bát bê rin.
thuốc. Thôi anh em tôi kết thúc clip ở đây đây. Anh em thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nha. Thôi tôi về. Bye bye anh em nha. Anh em nhớ ủng hộ anh em Tâm Mai. Thôi về uống thuốc thôi. Nhanh còn kịp lắm. Xách về cho chó. Đi. Đi. Lọ béo đi đâu mẹ. Ở dưới kia đấy. Cháu tuổi rồi. Cháu cháu tuổi rồi. Ai trong này đây? Em. Hả? Em. Em làm gì trong đấy? Em chịu. Thì ra đi để anh không vào. Thôi. Hả? Nhanh lên đau bụng. Em đang giận đó. Giận cái gì? Nhanh lên. Em đang có gì hả? Nhanh á. Không. Nhanh lên, anh vào đấy tí thôi. Em đang gì hả? Anh đau bụng lắm rồi. Em đã đau rồi, em đang gì hả? Mày làm gì đau anh đau bụng này? Không. Nhanh lên. Tại anh đấy. Tại cái gì? Anh làm cái món chất thiệt kìa. Làm đau thì nhiều mấy lần rồi. Nhiều mấy lần thì nhanh lên đấy. Nhanh. Không, tí nữa. Đâu rồi. Nhanh lên. Trời ơi. Anh vào uống thuốc biết cái gì này. Uống rồi. Nhưng mà quan trọng là sắc bọt, sắc quần rồi, nhanh lên. Thế thì anh ra vườn mày hả? Vườn cái gì? Vườn anh thôi. Không thích ta đồng này. Vườn không, mày điên à? Ai cũng hiểu vườn, làm gì có giấy. Vào nhà mà lấy giấy. Ôi dồi ôi, nhanh lên không. Em đã hiểu mà. Hiểu thì nhanh lên, lau đi. Lau đi. Không, nhanh lên. Em đã hiểu. Nhanh lên, tao trèo vào đấy. Không. Nhanh. Ai bảo anh đấy? Đấy cái gì? Tại cái món chất tiệt lòng phèo của anh ấy. Ui dồi ôi, nhanh lên. Muốn em đi ở từ sáng này. Ui, muốn nhanh mụn con cái con sắp phọt ra quần. Còn tiếp nhanh lên. Ui, nhanh lên. Nhanh lên, anh ra vườn mỉ hả? Ra vườn cái gì, nhanh lên, tôi sắp phọt ra quần rồi. Ê, từ sau em không bao giờ em đi làm học thực của anh. Ui dồi, tao không cần sao tao. Đi từ sáng. Sao tao cần đi. Ông thực gì mà cái gì sống cái chín, chó còn chả được ăn này. Ui dồi ôi, thôi, nhanh lên, tới đây giải quyết xong. Anh đang mua mì hả? Ui dồi ôi, mày đưa con giấy đi. Rồi. Nhanh lên. Rồi. Ui dồi ôi, mày phúc đi, đấy.